Lotus blooms in ponds, lakes, and swamps. Yes, it has been for thousands of years now. However, many people in Hanoi have been finding ways to bring lotus flowers to their rooftop or trying to grow them in their yard. Some even travel hundreds of kilometers just to find a rare and precious lotus variety. What drives them to devote so much time and effort for this kind of flower? We'll find out the answer in this week's Culture and Lifestyle. Normally, people only see this variety of lotus in Hue. However, at a house located on the outskirts of Hanoi, 700 kilometers from Hue, the fragrant royal lotus can be found. Cái hoa sen là cũng là giống hoa mà tôi rất yêu. Và tôi cũng có nảy sinh rất nhiều cái ý tưởng về sen. Ngày xưa thì lúc mình chưa có dịp, chưa có điều kiện thì mình xuống hồ lấy những đào những cái cây sen ở dưới hồ về trồng ở trong chậu. Thế nhưng mà những chậu sen đó thì không thành công. Bởi vì cây sen nó vươn quá cao, lá thì to và hoa là rất ít, thậm chí không có hoa. Thế sau này cũng rất may mắn là có một lần đi công tác đi đến Huế thì tôi có thấy một gặp gia đình có một cái chậu sen cung đình. Tôi thấy đẹp quá, tôi mới đến nói chuyện trò chuyện với gia chủ và ngỏ ý xin một mầm giống. With just a small seed, Mr. Dip has grown an entire garden of lotus. This royal lotus variety has a number of distinguishing features. They adapt well to life in pots. They can grow into big flowers in big pots or small ones in small pots. This kind of lotus has very fragrant leaves and flowers. Flowers are sturdy and have a unique shape. Từ năm 2015, nhờ mạng xã hội mà bạn bè xa gần, ai người ta cũng biết, rất nhiều người biết mà người ta xin đến vườn sen chơi, thăm vườn sen thì tôi cũng nhất trí ngay. Bác ơi, hôm nay em mời bác uống trà lá sen nhé, chứ không phải như mọi khi em mời bác uống trà hoa sen. Thứ nhất là nó thanh nhiệt, hai là an thần, dễ ngủ. Bác uống mà cảm nhận xem là nó có độ ngon của nó như nào, là mời em. Và... chị cũng đang thời gian này, đang và... thời gian ngủ. Bảo đảm là chị thời gian tới là chị có giấc ngủ rất là ngày ngon, nào, rất là sâu. Và... xuống uống chè. Và... ngày nào chờ uống chè, hôm nào mà không xuống đã nhớ rồi. Vâng. Hôm nào mà không xuống nhớ lắm, bận quá cũng phải tranh thủ bớt chút thời gian độ nửa tiếng, một tiếng xuống làm một hai chén nước trà xong là về. Sen rất gần với Đức Phật, với chùa chiền. Tôi nói đùa, tôi nói là sen là thiền. Khi mình chăm sen, mình được ngồi bên những cái chậu sen mà có hoa thì cái tâm hồn mình nó thư thái, lòng mình cảm thấy nhẹ hơn. Thông qua ngắm hoa sen và được kể chuyện về sen thì mọi người ai cũng rất là vui, thì cuộc sống người ta sẽ thiện lương hơn. Not just grown in houses with large spaces, more people have started growing lotus plants and can even be seen in houses in crowded cities. Cái an sen này nó có ý nghĩa lớn cực kỳ cho cái khu vực sân thượng này. Vì cái an sen nó là cái nơi chứa nước, thế thì nó cân bằng hoàn toàn cái hệ sinh thái khô nóng. Những cái lá là mềm mại, bay bổng luôn. Thế thì khi mình để lên góc nhà, xây bằng bê tông các thứ thì nó làm gần như là mềm mại một góc. After investing some money into building a waterproof layer and buying land and seeds, Thuy's family has grown a mini lotus pond at home. Có đăng mấy cái ảnh sen lên thì mọi người có nhờ mình hướng dẫn lại cái clip trồng hoa sen. Recently, more people have taken up the hobby of growing lotus at home.
shared widely on social media. Tung's videos that show how to grow lotus have received many likes, shares and comments. Sau đấy các bạn lấy cái phân NPK hoặc là cái phân đầu trâu có màu xanh ấy, rồi các bạn gói vào giấy báo, rồi sau đấy nhét nó xuống bùn. Vì đây là một cái loại hoa mà mình rất là thích, mình cũng đã làm một vài clip mình hướng dẫn mọi người cái cách trồng và cách chăm sóc ra làm sao. Ví dụ như hoa sen, một cái loại rất là ưa nắng, chỉ cần trồng ở cái góc nào có nắng là nó sinh trưởng rất là mạnh, thậm chí nắng càng to thì hoa nở nó càng sai. Thì cái mong muốn của mình là khi trồng hoa sen ở trên cao như này, ở ngay cái phòng làm việc của mình, thì mình muốn kết nối cái không gian với cả thiên nhiên, thì mang lại một cái cảm hứng làm việc, và hai nữa là có một cái gì đấy hơi thơ mộng và nó thiên một tí, đem lại cái cảm giác bình lặng, yên bình, tức là không phải bon chen. If you want to find a way to have moments of peace, try growing lotus plants indoors. Though the flowers is simple, it brings peace to the soul.